Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Như vậy là chúng ta đã sang cái bài tập số 2 của cái phần Language Focus trong Unit 1 của chúng ta. Nếu như cái video đầu tiên của phần Language Focus vừa rồi á, mình đã hướng dẫn các bạn làm xong bài tập số 1 rồi. Bài tập số 1 liên quan đến hai cái thì hiện tại và quá khứ. Thì sang bài tập số 2 này đó, thì người ta cũng kiểm tra mình cái kiến thức từ vựng cũng liên quan đến thì cái đó các bạn. Và cái bài tập số 2 này nó có khác cái bài tập số 1 một tí. Là bài tập số 2 người ta cũng cho mình một dạng đục lỗ. Đó các bạn thấy chưa? Cho những cái chỗ trống mà thầy hay gọi là dạng đục lỗ này. Và người ta cho mình 5 cái từ trong cái hộp này, trong cái dòng này, 5 từ. Nhưng chỗ này người ta sẽ đã cho mình tới 6 cái lỗ để điền vào. Như vậy là rõ ràng có một từ hoặc có một từ to có thể dùng hai lần đó, thậm chí có nhiều từ chúng ta có nhiều từ ta có thể dùng hai lần. Nếu chỗ này mà nếu mà nó cho 8-9 chỗ trống thì khả năng chỉ rất nhiều từ đúng không nào, nhưng chỗ này có 6 thì khoảng một từ thôi sẽ dùng hai lần. Và các bạn để ý rằng là những từ trong này á, là khi mà chúng ta đã dùng rồi á thì các bạn để ý chỉ có khả năng nó chỉ lặp lại một lần nữa thôi chứ không có nhiều các bạn nha. Bởi vì nó tới 5 từ rồi mà chỗ này chỉ có 6 thôi, đúng không nào? 6 chỗ trống thôi. Và trong cái từ đề người ta nói này, có thể dùng hơn một lần nữa các bạn này, thấy chưa? Rồi, như vậy là chúng ta đã biết được cái yêu cầu của bài tập này. Và trước khi chúng ta vào làm á thì mong các bạn bỏ ít thời gian nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta cập nhật thêm nhiều video hay. Các bạn sẽ không có bị bỏ lỡ những cái video bài học của mình. Và bản thân mình cũng có thêm nhiều niềm vui để ra nhiều video hay cho các bạn nhé. Và mình cũng làm việc với các bạn rất nhiều lần rồi đúng không nào. Từ cái học kỳ 2 của năm lớp 7 vừa rồi cho đến bây giờ là những cái unit đầu tiên của lớp 8. Thì mong các bạn theo dõi, mong các bạn học, có chỗ nào các bạn không hiểu thì các bạn có hỏi, và các bạn có thể hỏi mình thì mình sẽ sẵn sàng mọi cách để mình trả lời cho các bạn. Có thể mình không trả lời được liền, có thể mình sẽ gộp nhiều câu trả hỏi của các bạn để mình trả lời luôn một thể. Đôi lúc hỏi nhiều quá, nhiều cái nội dung nó gần nhau á, thì mình có thể hỏi, mình có thể là trả lời chung cho tất cả các bạn nhé. Cho nên mong các bạn hết sức là tương tác với mình để cho mình hoàn thiện hơn mỗi cái bài giảng của mình, mỗi ngày mỗi hay hơn, thì đó cũng là niềm vui của mình. Và bản thân các bạn hiểu bài, các bạn tiến bộ dần thì đó cũng là niềm vui vô cùng lớn của mình đó các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào làm cái bài tập số 2 này các bạn nhé. Bài tập số 2 này là đầu tiên cái dòng chữ đỏ này người ta viết cái gì cho chúng ta nào. Bạn ba đang giúp đỡ người em trai của bạn đó. Đây, người em trai họ đó các bạn. Đó, cousin này là họ này. Người em trai họ chứ không phải em trai ruột các bạn nha. Người em trai họ của bạn ấy tên là Tuấn, với cái bài tập về nhà của cái bạn đó, của cái người em trai họ của bạn nam đó, bạn ba đó. Rồi, vậy thì xem đầu tiên câu hội thoại của chúng ta như thế nào. Bạn ba nói trước, bạn Tuấn là em họ nói sau. Bạn ba nói sao? What do you know about the son Tuấn? Bạn ba hỏi là Tuấn à, em có biết gì về mặt trời không? Đó, một câu hỏi về mặt trời. Thế thì bạn Tuấn là em của bạn ba thì nói sao? Mặt trời mọc ở hướng đông. Và chắc chắn chỗ này là lạnh rồi đúng không? Ở hướng tây này các bạn này, đúng không nào? Mặt trời mọc nè ở hướng đông và lạnh ở hướng tây. Hướng tây đây. Vậy thì xem cái chỗ nào là lạnh các bạn. Đây, lạnh là đây các bạn nè. Đó, set, sunset là lạnh, mà sunrise là mọc. Thế thì chỗ này là set, đúng không nào? Nhưng chỗ này là mặt trời, các bạn thấy chưa? Thế thì mặt trời này là ngôi số 3, số ít, chắc chắn rồi. Cho nên set này phải thành S, bởi vì ngôi số 3, số ít mà. Đó, mọc nè, bản thân từ mọc là rise, các bạn thấy chưa? Buộc phải thành S nè. Đó, thấy chưa? Rồi, chỗ này là set in the west. The sunrise is in the east and sets in the west. Rồi, mặt trời mọc hướng đông và lặn hướng tây. Thế thì bạn ba hỏi tiếp, em có thể nói cho anh biết bất cứ điều gì về những cái hành tinh khác hay không? Đó, em có thể nói cho anh biết bất cứ những điều gì về những cái hành tinh khác hay không? Rồi, sau khi bạn ba hỏi, anh ba anh họ hỏi thì bạn Tuấn trả lời sao nào?
Em biết một vài điều về quả đất. Nó làm cái gì xung quanh mặt trời? À, chắc chắn là xoay xung quanh mặt trời đúng không nào? Quả đất xoay xung quanh mặt trời là người ta dùng go. Quả đất đi vòng quanh mặt trời đó. It goes around the sun. Bởi vì it này là ngôi số 3 số it. Các bạn hình dung chưa? Cho nên go này phải biến thành goes. Đó. Thêm es bởi vì tận cùng là o này. Các bạn nhớ chưa? Thành goes. Đó. Ok. Rồi. Nó quay xung quanh mặt trời. Các bạn ba nói, oh yes. Ông anh trả lời là yes. Vâng. Và the moon sao các bạn? Quay xung quanh trái đất đúng không nào? Đó, cho nên là tiếp tục cũng là goes luôn các bạn, goes hoặc là moves. Đây. Goes đây. Và mặt trăng là ngôi số 3 tiếp ở ngôi số 3 số ít đúng các bạn, tiếp tục là goes. Chỗ này các bạn cũng có thể dùng từ move này cũng được các bạn này. Move cũng được. Thêm S nha. Đó. Tương tự trên này cũng vậy. Move. Moves cũng được. Bởi sao? Moves là di chuyển. Go là đi. Đằng nào cũng thể hiện di chuyển đi. Cho nên các bạn có thể dùng hai từ này đều được hết. Không có sao. Ok. Và mặt trăng quay xung quanh trái đất. Ok. Chắc chắn là đúng các bạn. Rồi. Bắt đầu là bạn Tuấn mới tiếp tục nói này. Thế thì bạn Tuấn hỏi ngược lại bạn ba. Thế thì sao hỏa này? Sao họ ở đâu vậy anh trai, anh ba? À, sau khi mà em họ hỏi sao họ ở đâu thì bạn ba ông anh thì trả lời sao? Nó ở gần mặt trời. Đó, nó ở gần mặt trời đó. Is. Đây, is be này các bạn này, động từ to be đó. Hiện tại này, hiện tại này. Đó, cho nên nó thành is bởi vì ngôi số 3 số ít này. Đó, bạn thấy chưa? Cho nên động từ to be lúc này là is. Rồi, rất dễ luôn nào. Nó ở gần mặt trời. Sau đó bạn Tuấn nói không, thật là ngớ ngẩn, thật là vớ vẩn chẳng hạn, là nhảm nhí chẳng hạn, vân vân. Các bạn cái từ silly này các bạn có thể dịch hiểu sang nghĩa tiếng Việt thế nào? À, thật là ngớ ngẩn, thật là không đúng kiểu như thế. Một cái dạng là không có formal, không có hàn lâm, không có chính thức, một cái ngôn ngữ giao tiếp bình thường các bạn. It's silly, thật là ngớ ngẩn. À, ta hiểu như vậy nha. À không, cái sao hỏa thì không có ở gần mặt trời được, mà sao đó phải là sao thủy các bạn này. Mercury, Mercury là sao thủy này các bạn nha. Mercury là sao thủy, đó phải là sao thủy, cho nên là that is. Đó, tiếp tục là một động từ to be tiếp, một hiện thực mà, một hiện thực, một hiện tại khách quan mà các bạn, đúng không nào? Vâng, nó phải là sao thủy. Nhớ này các bạn, phát âm này Mercury. Mercury. Rồi, rất dễ nha. Sao hỏa, sao? Sao hỏa ở gần trái đất hơn. Như vậy là anh ba đây, sao hỏa ở gần trái đất là chỗ này is nhé các bạn nha. Tiếp tục là một is nữa. Như vậy là is to be này ta dùng rất là nhiều lần này các bạn này. Đó, các bạn thấy chưa? Is là chúng ta dùng rất nhiều lần. Đó, rồi. Như vậy là các bạn thấy này, để ý này. Cái anh ba này là anh hỏi nhưng mà cuối cùng anh lại bị mà em trả lời ngược lại, em hỏi em nói ngược lại bởi vì em có kiến thức địa lý rất là giỏi, giỏi hơn thiên văn rất là giỏi hơn. Cho nên các bạn để ý này, như vậy là những cái hiện tượng này á, là những hiện tượng tự nhiên hiển nhiên đó các bạn, không có gì lạ lắm, nó là một sự thật hiển nhiên. Cho nên người ta ưu tiên dùng thì hiện tại, người ta ưu tiên dùng thì hiện tại đơn. Và nhớ đây là một cái hành tinh là sao thủy đó các bạn nha. Mercury. Nhớ cho mình lặp đi lặp lại chỗ này rất là nhiều bởi vì nó là quan trọng. Nên những cái hành tinh sao hỏa này, sao thủy này, trái đất này, mặt trời này, đó, mặt trăng này, là những cái từ này các bạn cố gắng nhớ dần đi các bạn nha. Mặt trăng này, mặt trời này, sao thủy này, sao hỏa này, trái đất này. Đó, đây là những cái từ liên quan đến những cái hành tinh đó các bạn nha. Rồi như vậy là cái bài tập số 3 này chúng ta cũng đã thực hành, chúng ta cũng đã làm rất là tốt những cái động từ, những cái câu liên quan đến thì hiện tại đơn. Đó các bạn nha. Rồi hy vọng các bạn thích video này và các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta tiếp tục cập nhật thêm nhiều video hay và các bạn sẽ không có bị bỏ lỡ những cái bài tập tiếp theo, những cái video bài học tiếp theo cũng như những dạng ôn thi hướng dẫn cho các bạn luyện, cho các bạn thi vân vân, rất là nhiều cái nội dung liên quan đến môn tiếng Anh của các bạn. Rồi, một lần nữa mình cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian theo dõi video này và mong các bạn thích video này và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Chào các bạn.